Mến chào các bạn. Mình đang quay cho các bạn xem, đây là một cây nhàu này các bạn. Tuy là cái cây nhàu này nó nằm ở trong một cái góc của vườn thôi, nhưng mà quả nó cũng nhiều lắm nè. Nếu mà ai không có biết cái công dụng của cái quả nhàu á thì thấy cái quả nó không có đẹp, nó sần sần xùi xùi á các bạn. Nhưng mà khi mà mình biết được cái công dụng của nó thì mình thấy đây là một loại thuốc á các bạn. Cái quả nhàu này á, mà mình hái rồi mình ủ cho nó chín, mình ngâm với lại đường á, rồi mình vắt lấy cái nước của nó mình uống là trị được bệnh đau lưng á các bạn. Cái cây này không phải của nhà mình nha, mà của nhà hàng xóm này. Mà khi mà mình hỏi để mua thì người ta không có bán, nhưng mà người ta cho mình để mình hái thôi, chứ người ta không bán nha. Mà cây này cũng hiếm lắm các bạn. Đây mình đang là hái nè, mình lựa mình hái những cái quả mà nó đã chín chín tới rồi đó, nó có cái màu trắng nè, đó cái phần đít của nó thì còn màu xanh một xíu thôi, nhưng mà khi mình mang về mình ủ với đường là nó sẽ chín. Và ở trong góc đây là có một quả mà nó đã chín ở trên cây, nó mềm luôn nè các bạn, đó nó sũng luôn á, nó mềm. Và mình cứ tiếp tục mình hái để về ngâm á các bạn.